án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng đang được các đơn vị nỗ lực thi công, quyết tâm thông xe kỹ thuật dịp 13 tháng 5 năm nay. Để ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã và đang đẩy mạnh công tác đấu tranh. Người dân làng Bảo Hà phát triển nghề truyền thống của cha ông, góp phần nâng cao đời sống và giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc. Quý vị đang đến với 16 in Life, phiên bản được chúng tôi làm mới từ bản tin Hải Phòng hôm nay, với mong muốn mang đến quý vị những tin tức mới nhất, mang đậm hơi thở cuộc sống trên thành phố Cảng. Trên đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải ngân đầu tư công năm 2024 đạt hơn 2.238 tỷ đồng, bằng 13,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 11,17% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đã giải ngân là hơn 103 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,64%, vốn cân đối ngân sách địa phương đã giải ngân là hơn 2.127 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 11,1% kế hoạch thành phố giao. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và huyện Thủy Nguyên. Hiện các đơn vị đang nỗ lực thi công, quyết tâm thông xe kỹ thuật dịp 13 tháng 5 năm nay, chính thức nối thành phố Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh. Kiểm tra thực tế tại công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ biểu dương và đánh giá cao ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực thực hiện rất nhanh công trình, đạt theo yêu cầu tiến độ đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình trọng tâm của thành phố, mang tính kết nối vùng, mở ra không gian mới trong phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Để bảo đảm công trình đáp ứng thông xe dịp 13 tháng 5 tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tổng lực tổ chức thảm bê tông nhựa mặt cầu, phấn đấu hoàn thành vào giữa tháng 4 này. Đối với hạng mục nút giao dưới cầu dạng đảo xuyến để kết nối cầu Bến Rừng với các tuyến đường xung quanh, các đơn vị khẩn trương thi công hoàn thành trong tháng 4. Các hạng mục khác như sơn kẻ, lắp biển báo giao thông, hệ thống chiếu sáng, hiệu chỉnh cáp, thanh thải, trả lại dòng chảy cũng phải thực hiện sớm. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ thi công đường từ chân cầu Bến Rừng, hoàn thành đồng bộ cùng với công trình cầu để thông xe kỹ thuật dịp 13 tháng 5 năm 2024. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, sau khoảng 20 tháng thi công, đến nay, dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng hoàn thành toàn bộ mố, trụ cầu, nhịp dầm, đốt dầm, bó cáp. Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung thi công bờ bo, khe co giãn, giải phân cách, lan can, điện chiếu sáng. Ước khối lượng thực hiện đạt 96% giá trị hợp đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung thi công các dự án trọng điểm khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, ghi nhận tại công trường thi công dự án bến số 3, số 4 do Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư. Với nỗ lực của cả chủ đầu tư và nhà thầu thi công, đến nay gói thầu EC, gói thầu chính của dự án xây dựng bến số 3, số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện cơ bản đang đảm bảo tiến độ, trong đó một số hạng mục đã được đẩy nhanh hơn kế hoạch. Đối với hạng mục xử lý nền có vướng mắc về vật liệu san lấp ở thời điểm đầu triển khai dự án, song đến nay cũng cơ bản hoàn thành việc san lấp, xử lý cắm bấc thấm, hiện đang tập trung cho công tác gia tải nền, tiếp đó là thi công hệ thống thoát nước đường bãi. Theo đại diện đơn vị thi công, đến cuối tháng 3 vừa qua, gói thầu EC đã hoàn thành hơn 80%, bến xà lan cũng đã hoàn tất. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa dự án về đích đúng tiến độ. Quý 1 năm nay, du lịch Cát Bà đón nhận nhiều tín hiệu tích cực và lạc quan với việc đón khoảng 409.000 lượt khách, đạt gần 12% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 256.000 lượt khách, khách nội địa đạt khoảng 153.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 351 tỷ đồng, đạt khoảng 10,7% kế hoạch năm 2024. Lễ hội truyền thống huyện Cát Hải năm 2024 với 11 sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đã thu hút khoảng 3 vạn du khách tới khu du lịch Cát Bà tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần quan trọng vào kết quả khả quan về lượng khách trong quý 1 của trọng điểm du lịch thành phố. Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng chức năng đã và đang đẩy mạnh công tác đấu tranh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng tránh bị sập bẫy lừa đảo. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm công nghệ cao diễn ra trên phạm vi cả nước với nhiều hình thức ngày càng tinh vi hơn. Số lượng vụ bị lừa đảo ngày càng tăng cao, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và khiến người dân bức xúc lo lắng.
Chỉ tính riêng năm 2023, Công an quận Ngô Quyền đã tiếp nhận 17 đơn trình báo liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội. Chúng tôi đã áp dụng rất nhiều biện pháp để phòng ngừa về mặt nghiệp vụ cũng như là phòng ngừa xã hội, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, giúp nhân dân nhận thức, hiểu được cái thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao và cũng đã cảnh giác không để mắc lừa các đối tượng. Trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Tội phạm lừa đảo công nghệ cao thường là có đặt địa chỉ IP ở nước ngoài. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng khó khăn trong việc là xác định đối tượng cũng như là bắt giữ, triệt phá và thu hồi tài sản. Đối với hành vi lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt lên đến 20 năm tù. Thiết nghĩ với công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, ý thức cảnh giác của người dân ngày càng được nâng cao và với hệ thống pháp luật đủ sức gian đe, công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ phát huy được hiệu quả. Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn đi qua địa bàn các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, hàng loạt tấm lưới chống lóa nằm trên giải phân cách đã bị tháo dỡ trái phép. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại công trình giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều đoạn tuyến không có hệ thống đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường bị mờ, đèn phản quang trên giải phân cách cứng bị bụi bẩn che là những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây và đây nữa. Rất nhiều đoạn trên giải phân cách cứng như thế này, các tấm lưới chống lóa không còn tồn tại. Nguyên nhân của tình trạng này do người dân tự ý tháo dỡ để lấy lối trèo qua giải phân cách, băng qua đường. Nhiều nhất là tại khu vực đông dân cư. Lưới chống lóa là một trong những thiết bị quan trọng được trang bị trên hầu khắp những tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện qua lại với mật độ cao. Lưới được làm bằng sắt có tác dụng giúp người điều khiển phương tiện ô tô đi ngược chiều, không bị chói mắt vào ban đêm. Cùng với việc thiếu lưới chống lóa, thì vạch kẻ đường, sơn đường, gờ giảm tốc, hệ thống đèn phản quang trên toàn tuyến nhiều đoạn bị thiếu, bị mờ. Đặc biệt, hệ thống điện chiếu sáng hoạt động không đồng bộ, khiến cho việc lưu thông không những ảnh hưởng mà còn là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn va chạm giao thông cho các phương tiện, nhất là vào ban đêm, do khó quan sát. Trên tuyến quốc lộ 10 dài 29 cây số. Trên cái tuyến đường thì vạch sơn kẻ đường có một chỗ đã đảm bảo nhưng một số chỗ còn mờ và chưa rõ. Thứ hai là cái phần về đêm thì hiện nay cái điện đường chiếu sáng hiện nay là không có. Quan sát của người lái xe và cái quan sát của người đi đường sang đường nó sẽ giảm cái tầm nhìn xảy ra những cái vụ va chạm và tai nạn giao thông. Quốc lộ 10 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thành phố Hải Phòng đi các tỉnh lân cận như Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, nên có lượng người và phương tiện qua lại rất đông. Trong 2 tháng đầu năm nay, trên tuyến quốc lộ 10 xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 11 người bị thương. Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến cũng như trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tại văn bản số 103, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết liệt yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tasco Hải Phòng tiến hành kiểm tra, ra soát, lắp đặt bổ sung lưới chống lóa trên giải phân cách giữa, hoàn thành sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc, biển báo trên đoạn tuyến quản lý. Thực hiện hoàn thành trong tháng 4 năm 2024, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 10. Thưa quý vị, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo được nhiều người biết đến với làng nghề tạc tượng Bảo Hà có tuổi đời hơn 700 năm. Bằng sự tài hoa và tâm huyết với nghề, người dân làng Bảo Hà đã từng ngày khôi phục, phát triển nghề truyền thống của cha ông, góp phần nâng cao đời sống và giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc. Mục Góc Hải Phòng hôm nay sẽ giúp quý vị có nhiều trải nghiệm về những bàn tay tài hoa, sáng tạo những bức tượng gỗ độc đáo và sống động. Sinh ra ở làng Bảo Hà, anh Tô Văn Thường bén duyên với nghề tạc tượng từ khi còn là một cậu bé. Và tình yêu anh dành cho nghề truyền thống này vẫn không thay đổi suốt nhiều năm qua. Bằng sự khéo léo, tài hoa của mình, anh đã biến những khúc gỗ xù xì, thô ráp thành những bức tượng thật sống động. Nhờ tạo được uy tín trên thị trường nên quanh năm anh làm không hết việc. Đời sống của gia đình anh nhờ đó cũng được nâng lên.
Ngoài truyền thống các cụ xưa để lại thì mình cũng phải học thêm về một số cái phương pháp làm về máy móc, công nghệ để đẩy nhanh cái tiến độ công việc lên. Áp dụng một số cái máy CNC để phá vỡ những cái phôi ra rồi phần còn lại thì mình làm chi tiết bằng tay thì nó cũng nhanh hơn, tốc độ công việc nó đẩy ra cũng cao hơn nhiều. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, làng nghề Bảo Hà vẫn đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa truyền thống. Vượt lên trên giới hạn của nghề mưu sinh, nghề tạc tượng điêu khắc gỗ ở Bảo Hà đã trở thành một nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách, song tin rằng với sự nỗ lực của lớp lớp nghệ nhân và những người thợ tài hoa, làng nghề Bảo Hà sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và mãi là nơi bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 16 & Life ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.